Tesla được những người đương thời gọi là siêu nhân vì ông đã làm ra các phát minh của mình. Nhà khoa học đã viết về cuộc thí nghiệm đầu tiên của mình thế này. Tôi đã vật lộn với vấn đề này trong mấy năm. Đây là vấn đề sống hay chết. Tôi biết mình sẽ chết nếu không giải quyết được nó. Não tôi căng thẳng đến cực độ, và trong một lúc nào đó đã xảy ra điều không thể tưởng tượng nổi. Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, để cách tôi 3 căn phòng, tiếng con ruồi đậu xuống bàn, cũng như tiếng gõ âm ỉ đập vào tai tôi. Trong bóng tối, tôi có được sự nhạy cảm của con rơi và có thể phân biệt được vị trí của đồ vật nhờ giác quan đặc biệt. Những tia nắng mặt trời đè lên não tôi khiến tôi suýt ngất đi. Chiếc xe ngựa phóng nhanh ở đằng xa khiến toàn thân tôi lảo đảo, và bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đốm lóe sáng giống như mặt trời nhỏ. Trong một khoảnh khắc, chân lý đã mở ra trước mắt tôi. Đó là một trạng thái hạnh phúc tuyệt đối. Các ý nghĩ cứ tràn ra như dòng chảy không dứt, khiến tôi phải cố gắng lắm mới kịp ghi lại chúng. Nhiều nhà sáng tạo khác đôi khi cũng trải qua những trạng thái tương tự. Điều đó xảy ra thường là tự phát, bất ngờ như đã từng xảy ra với Tesla lần đầu tiên. Nhưng Tesla đã dần dần học được cách bước vào trạng thái như vậy bất kể lúc nào ông muốn. Ông khẳng định rằng, vào bất cứ lúc nào, ông đều có thể tách hoàn toàn trí não của mình ra khỏi thế giới bên ngoài, và trong trạng thái đó, những hình ảnh nội tâm đã đến với ông. Bằng cách đó, Tesla đã đưa ra những thiết kế của mình đến mức độ hoàn chỉnh. Tôi không cần đến các mô hình, các hình vẽ, thí nghiệm. Khi trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, tôi bắt đầu hình dung trong óc việc xây dựng các thiết bị, thay đổi cấu trúc, hoàn thiện và bật nó lên. Và tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc thử thiết bị đó trong ý nghĩ hay trong xưởng máy. Kết quả sẽ hoàn toàn như nhau. Trong suốt 20 năm, tôi chưa từng có một ngoại lệ nào. Ông không sử dụng các thao tác tính toán, như ngày nay việc này vẫn thường được áp dụng. Ông ấy không cần đến các phương trình. Ông hiểu bản chất sự việc. Bản chất sự việc, nguyên tắc đó đối với Tesla bao giờ cũng quan trọng hơn các chi tiết. Chính nó mới là cái mà Tesla chú mục vào khi ông chủ tâm đắm mình vào trạng thái bị biến đổi của nhận thức. Chính bằng cách đó, khi bước vào trạng thái bị biến đổi của nhận thức, Tesla có thể thu nhận được những tri thức mà ở trạng thái bình thường không thể có được. Điều đó cho phép ông, thứ nhất, phát hiện ra các hiện tượng, các vật bất thường. Thứ hai, nhìn thế giới từ những lập trường quan điểm khác so với những người bình thường. Còn nhờ vào khả năng dễ dàng trở lại trạng thái nhận thức bình thường, ông có thể ghi lại tất cả và truyền đạt lại cho những người khác. Hoàn toàn không thể giải thích nổi nguồn kiến thức của Tesla về những hiện tượng lạ chưa từng được ai nghiên cứu. Những từ như linh tính thiên tài, linh cảm hoàn toàn chẳng giải thích được gì. Ông đã khai thác được những ý tưởng của mình từ đâu? Trí não của tôi chỉ là một thiết bị tiếp thu. Trong không gian vũ trụ tồn tại một hạt nhân nào đó, nó là nguồn cho chúng ta khai thác kiến thức, sức mạnh, nguồn cảm hứng. Tôi không thâm nhập được vào bí mật của hạt nhân đó, nhưng tôi biết là nó vẫn tồn tại. Nhiều người tin vào đấng tối cao. Đối với một số người thì đó là Chúa Giê-xu hay đại loại như vậy. Đối với một số khác thì đó là một sức mạnh nào đó mà biết tất cả mọi điều, hiểu tất cả mọi việc, giúp cho những người cố gắng sống trong công bằng, giúp đỡ họ trong những tình huống khó khăn và giúp đỡ trong khoa học. Phương pháp sáng tạo của Tesla buộc chúng ta phải nghĩ rằng có tồn tại một ngân hàng số liệu toàn cầu nào đó mà bây giờ được gọi là trường năng lượng, thông tin vũ trụ. Và Tesla biết cách mở nguồn đó, rút ra từ nơi đó những thông tin cần thiết, và ông luôn mơ ước để mỗi người đều có thể tiếp cận được với nó. Tesla quả thật đã mơ ước tạo ra một thiết bị cho phép những người khác cũng thâm nhập được vào hiện thực vô hình, nhìn thấu vào thế giới không trông thấy được nhờ sự trợ giúp của những thiết bị mà ông đã làm ra từ cuối thế kỷ thứ 19. Dùng cách chiếu sáng những cơ thể sống bằng những trường đặc biệt, ông đã làm cho những bộ phận không nhìn thấy được của chúng trở thành nhìn thấy được. Những bí ẩn vĩ đại trong sự tồn tại của chúng ta còn cần phải giải đoán, thậm chí cái chết có thể cũng chưa phải là sự kết thúc. Tesla biết ông nói gì. Tôi có mặt ở cách ngôi nhà người mẹ ốm đau của tôi 2 dãy phố. Bỗng nhiên tôi trông thấy đám mây với những hình thiên thần, một trong những hình bóng đó dần dần mang dáng dấp của mẹ tôi. Tâm trí sáng ra đột ngột, tôi bỗng hiểu rằng mẹ tôi vừa qua đời, và điều đó đúng là sự thật.
Tesla tin rằng khi con người chết đi, thể chất linh hồn của người đó không chết và ta có thể xác lập được sự tiếp xúc với nó. Thậm chí ông còn chế tạo ra một thiết bị đặc biệt cho việc này. Hiện vẫn còn lưu giữ những bức thư của người bạn thân của Tesla, nhà vật lý nổi tiếng người Anh, ngài William Crookes. Trong một bức thư, Crookes cảm ơn Tesla vì đã tặng cho mình cuộn nam châm điện tần số cao. Vật này đã tạo điều kiện giúp cho những người gọi hồn tiếp xúc dễ dàng hơn với các linh hồn, cũng như đã cho phép điều chỉnh cân bằng trạng thái tâm lý của những người gọi hồn sau những cuộc gọi đó. Không còn nghi ngờ gì, Tesla có trạng thái tinh thần thuộc mức độ cao nhất. Nhà triết học Ấn Độ nổi tiếng V.V. Kanado đã nhận xét như vậy về nhà khoa học. Ông này đã nhiều lần đến thăm phòng thí nghiệm của Tesla. Ông kể lại rằng Tesla đối với điện như đối với một sinh vật sống. Tesla trò chuyện với chúng, ra lệnh cho chúng. Vì tính chất công việc, tôi từ lâu đã nghiên cứu những tác dụng tương hỗ điện từ và cố gắng hiểu bản chất của mối tương tác này. Mỗi hạt cơ bản đều là một cấu tạo phức tạp. Đó là một sinh vật sống và có lý trí. Xét về mức độ tinh thần của mình, chúng hoàn toàn chẳng khác gì tôi và các bạn. Và chẳng có gì khác thường để thỏa thuận với chúng, tiếp xúc với chúng. Không phải chỉ mình tôi ủng hộ quan điểm này. Có rất nhiều người, các nhà lý luận, mà chủ yếu là các nhà thử nghiệm, đơn giản là đã va chạm với những chuyện tương tự và đã xem xét lại thế giới quan của mình. Ngày nay đã xác định được rằng các hạt cơ bản có thể tuân theo sự chỉ dẫn trong ý nghĩa của con người. Điều đó không được ghi trong các định luật vật lý mà ta đã biết, nhưng đã được chứng minh bằng nhiều thí nghiệm. Đã có nhiều thí nghiệm được tiến hành, trong đó có ý nghĩ tác động lên làm tia laser chạy đi, làm nước thay đổi tính chất của mình ở khoảng cách xa hàng nghìn km, làm bình diện của độ phân cực các tia sáng bị thay đổi. Hiện tượng đó có tên gọi là tác động lý trí yếu. Những người ở cách xa phòng thí nghiệm nhiều dặm tác động bằng ý nghĩ lên việc những điện tử khi chúng đi qua mạng nhiễu xạ. Họ bật hệ thống điện tử. Họ làm thay đổi tính chất của nước. Tất cả những điều này đã được ghi chép lại bằng văn bản. Tesla tin chắc rằng mọi vật trong vũ trụ, từ hệ ngân hà cho đến các electron đều có chi giác. Tesla cho rằng vũ trụ là một cơ thể thống nhất toàn vẹn, bao gồm rất nhiều phần giống nhau nhưng khác biệt bởi tần số rung động. Mỗi phần đó là một thế giới tồn tại song song. Khi bước vào sự cộng hưởng tần số của thế giới khác, chúng ta dường như mở được cửa sổ nhìn vào thế giới tồn tại song song đó. Như vậy có thể đi du lịch khắp vũ trụ. Điều này nghe thật huyễn hoặc đối với chúng ta, chứ chưa nói gì đến những người đồng thời của Tesla. Có biết bao nhiêu người gọi tôi là kẻ hay tưởng tượng. Thế giới thiển cận lầm lạc của chúng ta đã cười nhạo những ý tưởng của tôi thế nào. Hãy để thời gian phán xét chúng ta. Tesla cho rằng chúng ta cần sử dụng năng lượng điện của đất và không cần phải trả tiền cho nó, như chúng ta không cần trả tiền để hít thở không khí. Thời gian trôi qua, và Tesla hiểu rằng thế giới còn non dại, chưa trưởng thành và tàn nhẫn, sớm hay muộn cũng sẽ sử dụng các phát minh của ông, truyền năng lượng vô tuyến để phục vụ cho sự giết chóc. Có thể những quy mô bất ngờ của thảm họa Tunguska đã củng cố vững chắc hơn ý nghĩ này trong đầu ông. Dự án của tôi đã vượt lên trước quá xa thời gian mà nó xuất hiện. Tesla đã từ chối không làm tiếp các thí nghiệm ở Wunderclip và đã tiêu hủy những ghi chép liên quan đến bản chất của phát minh. Những tài liệu trực tiếp chỉ ra sự liên quan của Tesla đến sự kiện Tunguska cũng không được tìm thấy. Và vì thế, vấn đề ông có tội hay không trong sự kiện này vẫn còn bỏ ngỏ. Hoạt động tiếp theo của nhà phát minh thiên tài trong nhiều mặt vẫn là điều bí mật. Ta chỉ rõ một điều, tinh thần trách nhiệm vĩ đại đã thắng tính hiếu thắng của nhà khoa học. Tesla có học thuyết của mình về chiến tranh. Ông cho rằng nguồn gốc của chiến tranh đó là sự chênh lệch lớn trong tiềm năng kinh tế và quân sự của những dân tộc khác nhau. Khi những tiềm năng tương đối cân bằng nhau, đó là hòa bình. Sự chênh lệch lớn trong tiềm năng sẽ dẫn đến chiến tranh. Bằng những hành động lạ lùng của mình, Tesla đã cố gắng cân bằng các tiềm năng giữa những quốc gia khác nhau. Bằng tất cả sức lực của mình, ông thực sự chân thành mong muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Và ông đã làm điều đó như một thiên tài trong những quan điểm thiên tài của mình. Nếu không có điều kiện tấn công thành công bất cứ một quốc gia nào, thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Tesla không phục vụ một đất nước riêng rẽ.
Ông quan tâm đến số phận của nhân loại, nhận thức được rằng mình là một phần của cơ thể toàn vũ trụ. Tesla nhiều lần nhắc lại, hành động của một sinh vật, thậm chí là nhỏ nhất, sẽ dẫn đến sự thay đổi trong toàn vũ trụ. Khi đánh giá vị trí của mình trong thế giới này, thiên tài nắm sức mạnh kỹ thuật khó tin đã có lần nói: tôi có thể dỡ tung trái đất, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm việc đó. Mục đích chính của tôi là chỉ ra những hiện tượng mới và phổ biến những ý tưởng mà tôi hy vọng là sẽ trở thành những xuất phát điểm cho những nghiên cứu mới. Nikola Tesla không phải là điều kỳ diệu và cũng không phải là sứ giả đến từ những thế giới khác. Ông là một người trong số chúng ta, một người luôn hướng chúng ta đến những câu hỏi vĩnh cửu. Chúng ta là ai? Từ đâu đến? Để làm gì? Chúng ta có những khả năng gì?